Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hakao. Mình là Sunora đây. Các bạn thân mến, nhìn như thế này thì các bạn cũng đã đoán được là ngày hôm nay chúng mình sẽ review về một chiếc màn hình được đánh giá là một trong những chiếc màn hình gaming bán chạy nhất của View, đó chính là ViewSonic VX34. Và giá bán của em nó tại Hakao hiện nay đang là 13.999.000 đồng. Link sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đi qua tổng quan về mặt thiết kế trước của em màn hình 34 inch này đã nhé. Thì mở đầu thì các bạn cũng có thể thấy đây là một chiếc màn hình cong 1500R thì giúp cho chúng ta có một góc hiển thị rộng rãi hơn, góc nhìn rộng rãi hơn, nhất là khi các bạn chơi những tựa game nhập vai thì có thể xem được tất cả các hướng đúng không nào. Và đây sẽ rất là phù hợp dành cho các anh em game thủ. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có kích thước đó là 34 inch, một kích thước rất là rộng. Toàn bộ cái phần vỏ của em nó từ phần chân đế cho đến phần lớp ngoài này sẽ được làm hoàn toàn bằng nhựa để giúp giảm trọng lượng tối đa của chiếc màn hình này. Mình đánh giá thì đây cũng là một chiếc chân đế cũng khá là cồng kềnh đấy, bởi vì để có thể không nặng lắm mà vẫn có thể giữ được cái sự thăng bằng cho chiếc màn hình này thì mình nghĩ là cần có một độ rộng lớn hơn một chút. Và phần chân đế này sẽ dôi ra so với cái màn hình là khoảng thêm 10cm nữa. Chính vì thế mà nếu như các bạn cần một cái không gian nó gọn hơn, nó rộng rãi hơn thì các bạn có thể suy nghĩ đến việc là mua chân đế Vesa nhá, bởi vì em ấy cũng có hỗ trợ chân đế Vesa với kích thước là 10x10cm. Và tiếp theo nữa thì mình sẽ nói đến một cái mà có lẽ là chỉ có mỗi mình một người tay mơ như thế mới gọi em nó như thế, đó chính là cái các tư thế của cái chân đế này để hỗ trợ cho các bạn tùy chỉnh như thế nào. Em nó sẽ có thể ngửa lên, cụp xuống này, xoay sang trái, xoay sang phải với một góc rất là rộng nhá. Tiếp theo nữa là em ấy vẫn hỗ trợ đó là lên xuống để có thể phù hợp với mắt người dùng. Tuy nhiên bởi vì đó là màn hình cong thế nên là em ấy sẽ không có cái sự hỗ trợ đó là xoay dọc 90 độ, bởi vì mình nghĩ là nếu mà màn cong nhìn dọc thì trông nó cũng hơi kỳ á, thế nên mình nghĩ là cái tính năng đó khá là hợp lý. Em VX34 này thì sẽ sở hữu độ phân giải đó là VKQHD, là YQHD là 3440x1440, với tỷ lệ màn hình đó là 21:9, là một tỷ lệ màn hình rất là rộng. Phần chữ V kép ở đây nó thể hiện được điều đó. Tiếp theo nữa thì có lẽ điều mà các bạn quan tâm sẽ là cái chất lượng màu sắc như thế nào, độ hiển thị màu sắc như thế nào. Thì nói đến những màn hình gaming thì có lẽ chúng ta sẽ yếu tố đầu tiên chúng ta sẽ nói đến, thay vì cái chất lượng màu sắc chúng ta sẽ nói đến tần số quét của màn hình đúng không, tốc độ làm tươi của màn hình. Thì em nó sẽ có tốc độ làm tươi đó chính là 144Hz để có thể mang đến những cái trải nghiệm gaming mượt mà dành cho các anh em game thủ. Và ngoài ra nữa thì em nó cũng có tích hợp công nghệ Adaptive Scene để có thể hỗ trợ cho chúng ta không bị xé hình trong quá trình chơi game, nhất là những cái tựa game đua xe đúng không. Tiếp theo đây thì mình sẽ nói đến độ bao phủ màu sắc hay là độ chuẩn màu sắc của chiếc VX34 này. Em nó sẽ có độ bao phủ màu sắc là 100% sRGB, 79% Adobe RGB, thêm vào đó nữa là 81% DCI-P3, thì mình cảm thấy là nó cũng khá là cao và có thể đáp ứng tốt cái khả năng hay là cái nhu cầu chơi game của các bạn hay là đơn giản chỉ là giải trí bình thường. Và thêm vào đó thì cái tỷ lệ contrast của em nó thì lại rất là tốt, bởi vì em nó sử dụng tấm nền VA nên là tỷ lệ contrast max sẽ đạt được đó là 2140:1. Và độ đều sáng trung bình của em ấy sẽ đạt là 4,27%, và cái phần sáng nhất nó sẽ nằm ở cái khu vực ở giữa bên dưới như thế này. Thực ra thì cái độ sáng này, cái độ sáng đều này nó cũng không quá là cao và cũng không quá ảnh hưởng trong quá trình chúng ta sử dụng đâu. Nhưng bởi vì em nó là một chiếc màn hình gaming, chính vì thế mà yếu tố chúng ta quan tâm ở đây chính là độ làm tươi nhiều hơn thay vì là cái độ chuẩn màu sắc. Bởi vì màu sắc của em ấy vẫn tương đối dịu mắt, tương đối nịnh mắt và vẫn có thể giúp cho các bạn chiến các tựa game mượt mà và nhìn nó không bị quá là tệ về mặt màu sắc. Chiếc ViewSonic VX34 này thì sở hữu đó là một jack cắm tai nghe 3.5 này, hai cổng HDMI và hai cổng DisplayPort. Thì mình thấy nó cũng không quá nhiều cổng kết nối, tuy nhiên nó sẽ vẫn đủ để đáp ứng cái khả năng xuất hình cũng như là khả năng ví dụ chơi game của anh em. Tuy nhiên thì rất là tiếc khi mà em nó chưa có hub USB. Nếu mà chúng ta muốn sử dụng những chiếc tai nghe ngoài mà sử dụng đầu USB thì chúng ta cần phải mua thêm ở ngoài nữa. Và một tính năng mà mình khá là thích ở chiếc màn hình VX34 này đó chính là em ấy có tích hợp loa ngoài ở đằng sau của chiếc màn hình như thế này luôn. Và mình đánh giá luôn đây là một chiếc loa của màn hình với một chất lượng rất là tốt, bởi vì là loa rất là to này, âm lượng nghe rõ ràng. Tuy là vẫn hơi thiếu âm bass một chút bởi vì chúng ta không thể so sánh được với những chiếc loa chuyên dụng rồi, nhưng mà cái âm lượng cũng như là cái chất lượng âm thanh của em ấy có thể đáp ứng được cái nhu cầu. Ví dụ như chúng ta tiện một chút thì chúng ta bật luôn nghe nhạc hay là chúng ta xem những cái tin tức gì đó, còn nếu chơi game thì chắc chắn là anh em nên sử dụng tai nghe. Tổng kết lại thì Phương đang nói đến ở đây đó là một chiếc màn hình của ViewSonic, một chiếc màn hình gaming có tên đó là VX34 với kích cỡ đó là 34 inch. Tất nhiên rồi, sẽ có tỷ lệ màn hình đó là 21:9 rất là rộng, màn hình cong 1500R. Thêm vào đó thì chúng ta sẽ có độ phân giải là 2K, và đương nhiên những cái option kèm theo của em ấy ví dụ như tần số quét là 144Hz, có loa ngoài, cũng có cổng kết nối tương đối là đầy đủ.
Chân đế thì có khá là nhiều tư thế để cho các bạn có thể lựa chọn sử dụng một cách thoải mái. Mức giá của em ấy mình nói lại một lần nữa đó là 11.399.000 đồng. Link sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả cho anh em nào quan tâm. Nếu anh em quan tâm thì chỉ cần click là xong nhé. Và bây giờ nếu như thấy video này hay và hấp dẫn thì hãy tặng cho chúng mình một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.